Xin kính chào quý cô chú anh chị quay trở lại với Chích Chè Bông. Cả nhà ơi, cái video ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái loại giống, đó chính là cúc tay thi. À, nghe tay thi thì đã nhớ phù sa đúng không cả nhà? À, một cái cô gái rất là đẹp, mà phải nói là vì sao người ta đặt là tay thi, bởi vì hoa này nó cũng đẹp như là tay thi luôn, cho nên là mọi người có gọi là tay thi, nghe tay thi rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây tay thi nó như thế nào nha, và ai muốn sưu tầm giống cúc tay thi thì alo cho Chích Chè nhé. Rồi, cúc tay thi ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em đã vô dây chỉnh sữa hết rồi cả nhà, uốn éo hết rồi nè, uốn dáng lông. Bây giờ nếu mà chúng ta có nhu cầu mua về lấy bo thì cũng ok, và những quý khách nào mà có nhu cầu mua về trồng trồng đất trồng chậu thì cũng ok. Năm sau mình có một cây cúc tay thi để chơi Tết nha cả nhà. Tay thi hoa rất là to nha. Đó, rồi, chiều cao đây, hai gang tay của em tầm khoảng 30 cm, giá là 100k một cây. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em sẽ bao ship nha cả nhà.